Nè cô kia, cô mới tới khu này làm đúng không? Dạ đúng rồi cô, có chuyện gì không cô? Tại sao hôm qua cô bỏ qua rác nhà tôi không thu hả? Dạ, ngày hôm qua tôi đẩy xe rác đi ngang đây. Chắc cô đem rác ra trễ nên tôi không có gom được, dạ xin lỗi cô. Ủa, vậy thì cô phải vòng lại một vòng nữa mà thu cho hết chứ. Chứ bây giờ rác này ai dọn, nó bốc mùi ra ai mà ngửi. Dạ dạ, dạ để tôi rút kinh nghiệm cô. Dạ. Sao? Có chuyện gì mà sao em lớn tiếng vậy? Chị Ngọc à, hôm qua tôi dục rác mùi có chút xíu thôi mà cô này á bỏ qua rác nhà tôi không dọn. Giờ nó chắc thành đống như thế này nè. Mấy giờ em mang rác ra vậy? 6 giờ rưỡi. 6 rưỡi thì trễ là đúng rồi. 6 giờ cô bắt đầu gom rác. Ai mà cũng như em á thì cô phải vòng qua khu này mất mấy lần à? Chị nói cái gì vậy? Tiền rác là ngày nào tôi cũng trả rồi mà. Dạ dạ dạ, thôi hai cô, cái lỗi này là của tôi, để tôi rút kinh nghiệm lần sau. Dạ thôi để tôi đi làm để thu rác để trễ đó cô. Dạ dạ. Cô chào cô ạ. Dạ dạ cô ơi, rác cô cứ để đây đi, tôi tự lấy được rồi cô. Dạ không sao đâu cô, để con phụ cô một tay nha. Dạ ơi. Dạ. Mà cô quen với công việc ở đây chưa? Dạ cũng quen rồi cô, cũng vòng ở đây cũng quen rồi. Dạ dạ. Thôi để con cầm phụ cô một tay nha. Dạ rồi cô ơi, cô đưa tôi cầm cho mình mấy quần áo cô vậy nè. Cô làm ba cái rác này nó lấm lem quần áo cô hết cô. Không sao đâu cô, quần áo dơ thì thay được mà, đi đi thôi cô. Dạ. Ủa sao nay cô Ngọc cô không để rác ngoài này cả? Chắc cô quên rồi. Thôi mình đi vô mình lấy đi. Cô Ngọc ơi, tôi vô tôi lấy rác nha cô Ngọc. Ủa chàng ơi, chắc bộ đêm hôm làm việc khuya lắm sao giờ ngồi ngủ gục vậy không biết nữa. Cô Ngọc, cô Ngọc ơi, cô Ngọc. Ủa sao vậy nè? Ơ chàng ơi, sao nóng quá vậy nè? Trời, không được rồi, phải gọi điện thoại rồi. Ủa cô, sao vậy ạ? Sao cô lại đứng xa con như vậy ạ? Hồi nãy á, đang đi gom rác thấy cô Ngọc vậy nên tôi mới đưa vô đây mà. Mình mấy tôi nó còn hôi hắc lắm, cô đứng xa một chút xíu đi. Dạ, có gì đâu cô. May là nhờ có cô, nếu không con không biết có chuyện gì nữa. Con cảm ơn cô nha. Con đừng có cảm ơn cô. Cái người mà con cảm ơn phải là chính con đó. Con ở lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không có phân biệt ai là ai hết trơn. Bởi vậy cô mới dám vô nhà con mới phát hiện vậy, chứ gặp người khác cô không dám vô đâu. Cô biết mọi người kỳ thị nói cô hôi hám không có được sạch sẽ thơm tho. Cô đừng nói như vậy, không có ai là hoàn hảo hết. Nếu như mà không có cô á thì khu phố này cũng không thể nào sạch sẽ được. Cũng như con vẫn còn đứng ở đây, tất cả đều là nhờ có cô ạ. Con cảm ơn cô ạ.